là điện nha. Mở ra mà không giật đây đi. Không, anh không mở hết, anh chỉ mở nắp đầy ra thôi. Giật ra điện toàn khô lắm á. Qua nhà máy con á. Thế gì hả? Dạ, giật chết rồi á. Để mở ra phải xỏ hết chứ không rồi chết giật chết rồi. Rồi ra. Rồi chưa? Rồi. Tắt lửa. Dạ. Mà cho máy hôn mà. Mình 220V thôi, đây thôi. Ờ. Ờ, nhưng mà báo xem được hết bao tiền chứ. Dạ dạ, nhiều tiền quá là trưởng phòng mới cho sửa cho. Dạ ok anh, cái gì là em nhận về. Dạ rồi em mới dán không. Có lúc này bật lên thì có nhỉ. Dạ, nó bị lỗi cái mạch rồi. Nên là lúc